Với lòng yêu nghề mến trẻ, năm 1990, sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Thanh Hóa, cô giáo trẻ Ngô Thị Lý được phân công về một điểm lớp mầm non của huyện Như Xuân. Gọi là điểm lớp bởi ngày ấy thị trấn Yên Cát chưa thành lập, cũng chưa có trường mầm non, chỉ là một lớp học nhỏ với hơn chục học sinh. Khó khăn rất nhiều đối với cô giáo trẻ Ngô Thị Lý. Cách nhà hơn 30 cây số, điều kiện cơ sở vật chất hầu như không có gì. Thế nhưng, trong suốt những năm giảng dạy, cô giáo Ngô Thị Lý luôn chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, tiếp tục gắn bó với nghề. Dù ở đâu, cương vị nào, cô giáo Ngô Thị Lý đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bản thân tôi luôn phát huy cái tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, thể hiện cái trách nhiệm mà cao trong công việc, yêu ngành, yêu nghề và đã lãnh chỉ đạo nhà trường hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của các năm học. Ngay từ đầu các năm học, cô giáo Ngô Thị Lý đã cụ thể hóa các nội dung của việc học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác thông qua những hoạt động giáo dục như đổi mới phương pháp dạy học, phấn đấu mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, phát huy hiệu quả phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Hàng tháng, trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, ngoài việc thực hiện công tác đánh giá, kiểm điểm hoạt động chuyên môn, cô giáo Ngô Thị Lý thường xuyên lồng ghép sinh hoạt chuyên đề, phân công cho từng giáo viên, đảng viên sưu tầm, kể lại những câu chuyện, bài hát, bài thơ về Bác, góp phần giáo dục cho trẻ đức tính giản dị, trung thực, có lòng yêu thương con người, kính trên nhường dưới, đoàn kết với bạn, tập thói quen ngăn nắp trật tự. Phát động phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, vận động cán bộ giáo viên tận dụng can nhựa, chai lọ, bìa cứng, giấy báo để làm chậu hoa, đồ chơi, đồ dùng học tập. Để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và chất lượng chăm sóc trẻ, hàng năm cô giáo Ngô Thị Lý thường xuyên tạo điều kiện để cán bộ giáo viên tham gia các lớp tập huấn, đồng thời tổ chức cho giáo viên giao lưu học hỏi ở các trường điển hình trong và ngoài huyện, xây dựng kế hoạch thực hiện chế độ ăn cho trẻ theo biểu đồ dinh dưỡng, tham mưu với chính quyền địa phương đầu tư kinh phí mua sắm thiết bị, đồ dùng phục vụ công tác chế biến thức ăn, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các giáo viên và học sinh 2 lần trên một năm. Cùng với đó, cô giáo Ngô Thị Lý đã cùng với nhà trường vận động phụ huynh thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục hàng năm như làm sân bóng mini, làm mái vòm, sân khấu di động, sân tường, v.v. Gần 30 năm công tác trong ngành giáo dục, dù ở cương vị nào, cô giáo Ngô Thị Lý cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh kính trọng, yêu mến. Bản thân cô đã sáng tạo nghiên cứu nhiều đề tài, đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác giảng dạy như đề tài xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên mầm non đạt tiêu chuẩn, đề tài tổ chức nâng cao hoạt động góc cho trẻ 5 tuổi, đề tài phát triển đồ chơi, đồ dùng dạy học ở trường mầm non. Cô Lý, hiệu trưởng nhà trường, thì là một người rất là mẫu mực trong công việc và quan tâm đến đời sống của giáo viên ạ. Và thực sự là cô thì cũng có rất là nhiều điều để giáo viên chúng em học hỏi. Với sự nỗ lực của cô giáo Ngô Thị Lý và tập thể giáo viên nhà trường, chất lượng giáo dục mầm non thị trấn Yên Cát năm sau luôn cao hơn năm trước. Trường mầm non thị trấn Yên Cát cũng đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2005, chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2019 và chuẩn kiểm định cấp độ 3. Thì đối với nhà trường thì cô là rất năng động và có tính sáng tạo cao, là một cô giáo có tinh thần trách nhiệm cao trong vấn đề mà quản lý giáo dục. Với những cố gắng nỗ lực trong sự nghiệp chồng người, cô giáo Ngô Thị Lý liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, lao động tiên tiến. Tại hội nghị sơ kết 4 năm về thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của huyện Như Xuân, cô giáo Ngô Thị Lý đã được tuyên dương khen thưởng vì đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, xứng đáng là tấm gương sáng cho các giáo viên trẻ học tập và noi theo.